Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng mình điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Sư tử là một cái tên luôn tạo ra chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội và gần đây thì cách tạo dáng của sư tử đã khiến cho nhiều netizen phải chú ý với trăm dáng như một khi dựng hàm đỏ, chụp ảnh quảng cáo hay là đi sự kiện. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách tạo dáng của cô nàng nhé. Sư tử rất chuộng kiểu tạo dáng một cánh tay ra phía sau, nghiêng nhẹ người khi đối diện với ống kính. Ngôi sao cá mực hầm mật bị chê tạo dáng nhàm chán một màu. Có một số ý kiến cho rằng sư tử khá tự ti vì bắp tay to nên thường phải giấu đi khi chụp ảnh. Sư tử nghiện kiểu váy trễ vai quyến rũ nhưng trang phục này khiến nữ diễn viên lộ phần bắp tay và mỗi lần lên thảm đỏ, người hâm mộ đều bắt gặp cô nàng giấu một cánh tay ra phía sau. Ở một sự kiện khác, Dương Tử lại bị bắt gặp có kiểu pose dáng tương tự. Nhiều sao nữ khác thường tự tin đưa tay lên vẫy chào hoặc có nhiều hành động đa dạng hơn. Tuy nhiên, Dương Tử lại thường bị căng thẳng rụt rè trước rừng ống kính trên thảm đỏ. Nữ diễn viên nghiêng nhẹ người sang một bên để tạo cảm giác thon gọn hơn. Dương Tử có vóc dáng tròn trịa khó giảm cân, nữ diễn viên chỉ có thể trung thành với một kiểu tạo dáng để cho ra bức ảnh thon thả hết mức có thể. Không chỉ giữ nguyên một kiểu tạo dáng trên thảm đỏ, Dương Tử cũng thường áp dụng kiểu pose dáng này khi chụp ảnh quảng cáo hay ảnh do phòng làm việc đăng tải. Dù mặc váy có phần tay bông che chắn cẩn thận, mỹ nhân xứ Trung vẫn chuộng kiểu tạo dáng giấu cánh tay. Antifan có dịp chê cười Dương Tử có cách tạo dáng cụt tay mãi không chịu đổi. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên nên sáng tạo, tự tin hơn nếu muốn nâng cao khí chất thời trang, tạo sự mới lạ mỗi khi xuất hiện. Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!